Sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 9, nhằm ngày 9 tháng 8 âm lịch, hơn 70 thiếu nhi ở vùng Little Sài Gòn của Orange County tham gia một cuộc thi vẽ mừng Trung Thu năm 2019. Cuộc thi có chủ đề Thế giới của em do Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều ngữ tổ chức. Đây là năm thứ 2 trung tâm tổ chức cuộc thi này. Cái đề tài năm nay là Thế giới của em, thì các em nó có thể vẽ bất cứ cái gì mà đối với nó là quan trọng, cha mẹ, học đường hay là cả thế giới luôn cũng xong hết. Mục đích mình đặt ra để cho các em nó có dịp mà làm quen, học hỏi lẫn nhau, cũng giống như là một cách để cho chúng ta quảng bá về trung tâm sinh hoạt cộng đồng không phân biệt tôn giáo, không phân biệt màu da chủng tộc. Hôm nay có một số em da trắng và một em rất là dễ thương, ba cũng tới, phụ là người Ấn Độ, và đó là một điều rất là khích lệ. Ban tổ chức cung cấp toàn bộ giấy vẽ, bút, mực cho các em và chiếc áo thun để làm kỷ niệm. Các thí sinh được chia làm 3 nhóm tuổi, 5-8, 9-11 và 12-15. Các em có 2 tiếng đồng hồ để sáng tác, nhưng chỉ sau khoảng 1 tiếng, phần lớn các họa sĩ nhỏ đã vẽ xong tác phẩm của mình. Con vẽ mặt trời với cái núi. À, tại sao con thích vẽ cái này? Con thấy nó có nhiều màu, nó đẹp. Ô, chào con. Con tên gì? Tên Dustin. Ok, con đang vẽ cái gì vậy? Con đang vẽ máy bay. Ồ, rồi tại sao con thích vẽ máy bay? Tại con thích vẽ phi công. Ồ. Đối với những ông bố bà mẹ của các thí sinh, cuộc thi là dịp tốt để giúp con cái tìm hiểu và giữ gìn văn hóa của người Việt. Thì mình lúc nào mình khi mình sinh con ra đó, mình cũng muốn cho nó nói tiếng Việt. Và những cái sinh hoạt của người Việt thì mình cũng muốn cho nó hòa nhập với người Việt để mà nó biết, khi mà nó lớn lên nó biết cha mẹ nó là người Việt Nam. Những cái sự đặt nhỏ bé này tuy là nó nhỏ bé nhưng mà nó sẽ in sâu vào nó, khi nó còn nhỏ đó, khi nó lớn lên thì nó sẽ quay về nó nhìn lại thì nó sẽ thấy. Mặc dù đây chỉ là một cuộc thi nhỏ, nhưng ban tổ chức mời những giám khảo là những họa sĩ nổi tiếng và có uy tín, gồm Nguyên Khai, Việt Hùng và Thúy Vinh. Nhiều em là có một cái trình độ rất cao, mình thấy tranh nó rất đẹp. Về cái tiêu chuẩn chấm đó, thì tất cả là mình ngó đều một số tranh theo một số tuổi, mình chấm tranh theo cái số tuổi đó. Thì trước tiên đó mình phải ngó tới tất cả những cái gì hoàn chỉnh trong bức tranh, phải có cái gì đẹp thì mới chấm được giải. Mỗi nhóm tuổi đều có giải nhất, nhì, ba và một số giải khuyến khích. Trong đó bức tranh của em Hillary Nguyễn, 14 tuổi, cư dân Fountain Valley, đoạt giải nhất nhóm tuổi 12-15. Được mọi người yêu thích. Buổi trưa cùng ngày, bất chấp cái nắng gay gắt, hàng trăm người đổ về thương xá Phước Lộc Thọ để dự lễ hội Trung Thu hàng năm do đài Little Sài Gòn TV và thương xá này tổ chức. Lễ hội kéo dài từ 2 giờ trưa đến 10 giờ tối với chương trình văn nghệ đặc sắc. Ngoài ra, các em thiếu nhi và gia đình còn được chơi nhiều trò chơi thú vị. Con mình thì năm nay được đi lần thứ hai. Lần đầu tiên là đi năm ngoái. Thì lúc đó đi quá trễ. Nhưng mà năm nay đi hơn sớm hơn chút tại vì mình ở xa. Nhưng mà ít nhất là nó cũng vui. Tại vì ở đây rất là có nhiều trò chơi, rồi phẩm thưởng, rồi văn nghệ. Nó cũng là mục đích cho trẻ em nó học hỏi về Tết Trung Thu Việt Nam mình á. Dù nó không nhiều hơn ở Việt Nam, nhưng mà nó cũng có cái không khí Việt Nam á. Thu hút nhiều người tham dự nhất là lễ hội Trung Thu ở công viên Garden Grove. Trong khoảng 3 giờ chiều đến 8 giờ tối, theo ban tổ chức, có hơn 3.000 người đến đây đón Trung Thu. Chương trình rất vui tươi và phong phú, với nhiều cuộc thi như thi vẽ tranh, làm lồng đèn. Hôm nay tụi nhỏ nên đi chơi Tết Trung Thu ở đây rất là vui vẻ và rất thích miếng lồng đèn lắm. Sau mấy tiếng đồng hồ vui chơi thỏa thích, đến 7 giờ tối, các em thiếu nhi được ban tổ chức phát lồng đèn miễn phí để rước đèn Trung Thu.
Buổi rước đèn kéo dài khoảng 20 phút với cả ngàn người tham dự, tạo nên khung cảnh thật đẹp, gây ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người đi chơi hội.